Rồi, dân đây nè mọi người. Nãy mới là tặng em bó hồng kìa. Cười quá chị cười luôn. Lại trễ tí xíu rồi, anh mới thấy ổng mặc đồ á, rất là đẹp trai luôn. Giận rồi, em từ chó ổng giận ổng đi về rồi. Rồi, em nêu cái cảm nghĩ của em hôm qua coi, trời ơi, cái gì sự việc đó cũng chấn động đó chứ không phải đơn giản đâu. Không, nói chung là hôm qua công nhận vui thiệt, mà em suy nghĩ lại rồi, tại vì người ta bị vậy á, hiểu không? Mình giỡn với ta lố quá mất công đó, nãy ông buồn đi với cái bản ông thẫn thờ mà nãy em nói ông rồi. Ông mấy ông làm gì làm ông cũng thích em mà, bởi em sợ. Em sợ thì mất công mà ông bị như vậy, mình giỡn quá mất công hơi bị dố. Nói thôi em không có giỡn nữa, em nói ông rồi. Đó vậy chứ nè. Sao hôm qua em giỡn với ông? Hôm qua em nghĩ là vui thôi. Mình nghĩ vui thôi, mà ai nghe vui cái hơi bị lố đó. Như là em suy nghĩ là ổng bị như vậy đó. Mình giỡn, mình mất công có một ngày nữa đó. Cái mình em từ chối ổng không tưởng thiệt. Mà đâm ra chắc nhiều khi ổng bị, ổng có bị thất tình thì trước đó anh đúng không? Mà trong đó hồi nãy ngồi đây ổng cứ đòi lấy con dao cho ổng. Lấy con dao ổng ngồi đây ổng ăn phở nè. Lấy con dao cho ổng rồi ổng nói em ổng thương ổng. Ổng tự giận giận, ổng mua xăng, ổng tự thiêu ở quán này luôn. Trời ơi, ổng quen đồ ghẹo, ổng quen cười quá trời. Đó bởi vì em không dám giỡn, mất công giữ nhiều lắm. Đó. Mọi người coi clip của anh Hưng Trần á, Loto GPT, mọi người ăn cái duyên chiên ủng hộ giùm em chú Phương nha. Địa chỉ là 258A Nguyễn Chữ La, phường 8, quận 10 đó. Có bán phở đi nữa đó. Đó hồi nãy người yêu không cướp em mới ăn tô phở gà đó. Ăn xong em từ chối cái ngồi khóc. Khóc luôn hả? Khóc, không biết có khóc không mà tự Quang nó không khóc. Khóc không, cái em không dám lợi, cái thằng Quang nó mới giỡn nè. Quang diễn vai chồng em, cái tự nhiên ông giận, ông chắc xe đạp ông đi về. Ông ghen, ông giận rồi, Quang diễn vai chồng. Chồng em đâu rồi, Gia Hưng? Về không sợ. Cái gì? Chồng đứng đây nè. Theo quý đưa anh cái clip mà hai đứa quỳ dễ thương. Dạ. Quỳ sao? Ông đây nè, em mới nói thôi, anh đừng có tặng bông cho em. Ông nói bây giờ em không nhận, ông quỳ xuống, quỳ ở đây luôn. Trời ơi. Ông quỳ luôn. Nhưng mà không có liêu. Bông đâu? Bông đâu? Nè. Trời ơi, có bó bông luôn mọi người. Bó bông đi. Trời ơi. Rồi em sợ quá cái anh đi về. Hai đứa dễ thương lắm á anh. Nè bó bông. Bông đẹp lắm chứ bộ, bông hồng. Rồi, bông mấy bông vậy? Quỳ cho cút nhanh cái nè kìa. 8 bông. Hai đứa hai cái, 10 cái mày. Kìa, hai đứa kia hai cái nữa kìa. Vậy là 9 bông hả? 10 cái bông. 10 bông hả? 10 bông không biết chừng chừng cái gì mà tặng 10 bông. Hôm qua hồi sáng anh có nhắn tin với ổng. Ủa anh có số ổng hả? Có số ổng luôn, anh nhắn tin ổng cái ổng nói yêu Gia Hưng thật lòng mà Gia Hưng không yêu. Thôi gạch tay giờ vô bệnh viện. Ổng nói vậy thôi. Ổng nói vậy á, vậy mà chiều nay ổng lại đây. Ổng sợ á. Nhưng mà đừng có anh nói ổng anh khuyên ổng nó thôi đừng có buồn, có gì đâu, từ từ mình đàn ông mà. Trời ơi mà ổng giận. Ông hao hoài không có suối tặng bông nha, cái này là tự tình cảm, tự giác, tự nguyện chứ ai mà suối được chị. Hồi nãy em đang đi ra bang bang à, cái em thấy ổng đứng ngoài đây cái em sợ quá em chạy vô nhà. Chạy vô dưới đây mày chạy một vòng hẻm luôn á mày. Trời ơi giỡn. Mẹ bọc ra ngã này luôn, chạy vô đó bọc ra cái này luôn á. Em đâu có dám cho ổng biết nhà đâu mất công. Ủa chi nữa vậy không? Cái gì vậy? Nó đó mình đợi nó nè. Ông hồng màu đỏ luôn nha, tự trưng cho tình yêu mới chịu nha. Đó, cái em không có dám ấy mất công. Ai nhà em đứng ngoài đây ông đợi em, giờ tới giờ em bán, em phải ra em bán rồi. Rồi cái thôi kệ ông làm gì làm, thôi mà ông về thôi. Ông về rồi, về nãy đầu giờ anh mới vô, cái anh gặp ổng ngay chỗ ngã tư vô trển á. Rồi xong rồi mặc đồ rất là đẹp luôn. Cái anh hỏi ổng, anh sao đứng đây, cái ông dựng tại, ổng không nói tiếng nào, ổng khoát, không bỏ đi. Vậy là mới giận á, mới giận đi á. Ờ. Ông ngày mai cho ba má ra mà. Rồi bá ơi, tối rồi. Bà này đại diện đàn gái nè. Thiệt luôn hả chị? Ờ, ngày mai bà đại diện đàn gái mà. Ngày mai bà bận hết dài, hao đầm chị em biết đó. Trời bà đại diện đàn gái chắc bà bận đầm quá. Chắc cái đó là chấn động luôn, sợ không có rồi chứ có là chấn động luôn. Trời không có đâu, không giỡn anh ơi. Bà cưới bà mới bận hết dài. Không giỡn anh nghĩ sao chị gái, ba mẹ không đâu chịu. Không vậy á, không nhưng mà thấy ông tội nghiệp thiệt. Ổng nói ổng vô bệnh viện, anh nói bệnh viện nào anh vô anh thăm. Ổng nói ba mẹ ổng không cho thăm. Ổng nói vậy ổng còn nhắn tin không anh vậy? Giá bạn cũng thích á. Anh cũng chúc mừng hai đứa. Anh đáp anh cũng chúc mừng luôn à. Mới lại anh không biết vậy anh cũng chúc mừng luôn nữa. Hôm qua coi cái clip đó vui thiệt. Có người coi hoài luôn á em. Coi tới coi lui luôn. Người ta gọi điện ta chúc mừng em nữa kìa. Có mấy người quen ta coi clip xong ta nói nha. Có cái anh kia anh cũng hỏi em.
không biết đi đám cưới nhiêu tiền đây ông nói nha. Gì? Mai em giàu cao qua cho em đó, em liệu em liệu hồn. Thấy chưa? Hả? Ông anh đâu có nói sợ đâu. Mai ta đem giàu cao qua đó, ta hỏi cưới em đó, mai ba má ta qua luôn đó. Gái đúng không? Nè, ngày mai á là mẹ đại diện nha, mẹ nói nha mẹ. Mẹ kêu nó lấy, mẹ kêu nó lấy giống như là kiểu gì? Cái gì mà xính lễ á, vô chính nhà, gà chính cửa, rửa chính hồng mau. Như sơn tinh thì thủy tinh vậy đó. Thì cưới mỹ nương nha. Mỹ nương ha, mới mỹ nương. Có ai mà mỹ nương vậy không? Dạ. Kìa. Còn cảnh nữa kìa mọi người đó. Trời ơi. Anh đang điện thoại nhắn tin gì đâu mọi người. Tới nữa rồi mọi người. Em và Dương không còn gì nữa đó. Em và Dương kiếm kiếm từ đây. Quay đi, quay đi. Em cảm ơn anh đã gọi và giúp đỡ tụi em. Nhưng giờ vị trí đây rồi. Mới qua mà bị tai. Giờ hôm tới là Dương không yêu em. Chứ vậy em cũng yêu giờ hôm. Trời ơi, chia tay rồi mọi người. Em thật lòng yêu giờ hôm. Anh quen Quý Vy đây. Dương đã bỏ nha. Em rồi. Em rất là buồn. Bây giờ em đi rồi. Em ra ngoài cầu bình lợi. Em ra ngoài cầu bình lợi. Và em xin chạy cứu tương tử. Em chỉ cho Gia Hưng biết là em yêu Gia Hưng thế nào. Dạ, thưa anh. Bây giờ hỏi Gia Hưng về BB đi nha. Không bây giờ. Về BB đi. Không. Nghĩ nghĩ á. Đâu giờ anh kiếm rồi. Bây giờ ảnh tuyên bố ảnh rồi chia tay rồi mọi người. Rồi chạy tới nữa nè mọi người. Nhưng mà em với Hưng giờ tuyệt giao rồi, không còn gì hết á. Bỏ Gia Hưng quay BB đi. Giờ Gia Hưng được á, BB được không anh? Trời ơi, tuyệt giao rồi, thức tình thiệt rồi mọi người. Trời ơi, không thức tình thiệt rồi. Màn hai cảnh hai hấp dẫn. Thấy không? Một phát một thôi. Gia Hưng yêu lại đi. Chia tay liền. Thôi chị ơi. Người ta nói kêu dứt con bối cho em ngày giờ nữa nè. Rồi không quay lại nữa kìa. Vẫn còn yêu. Không bỏ nha mọi người. Bỏ đi. Quay đi đi đi. Quay đi đi đi. Thôi ông gọi trai thiệt cái nha. Có gọi, có gọi. Rồi đó, chạy tới chạy lui gì hoài luôn hả mọi người. Rồi quay lại nữa. Trời ơi, trống sầu quần cái tối. Trống sầu quần hoài luôn. Trời ơi, kêu ngủ ra cầu Bình Lợi kìa. Ra cầu Bình Lợi nhảy xong hay gì trời. Kêu người nháy đứng dẫn đi. Bây giờ ổng quay. Em ra ngoài cầu Bình Lợi cũng mới bây giờ anh đứng lại anh nói ba mặt một lời đi cho rõ ràng đi. Kính thưa mọi người. Rồi ba mặt một lời nói rõ ràng đi. Tôi nha. Ổ động luôn rồi. Rồi nói đi. Kính thưa mọi người. Tình cảm tôi và Gia Hân. Tôi rất yêu Gia Hân thật lòng. Tôi không đùa giỡn trong cái tình cảm. Tình yêu là gì? Tình yêu là một cái rất là thiêng liêng trong một tình yêu thật sự của tôi đối với Gia Hân. Và tôi yêu Lan Quế Phường vì sao? Vì có một người vợ mà tôi hằng yêu mến. Hay quá. Vì đó là một người vợ có một cái nụ cười duyên dáng. Một cái người vợ mà chịu khó. Một người vợ siêng năng cần cù. Hay quá anh ơi. Làm từng cái món chiên viên, bò viên, cá viên này nọ để bán cho khách để mà ăn ngon miệng. Tôi rất là yêu, thật lòng, không đùa giỡn trong tình cảm đối với Gia Hân. Nhưng mà Gia Hân từ chối tình cảm của tôi mà tôi không từ chối tình cảm của Gia Hân. Và tôi sẽ ra ngoài cầu Bình Lợi để tôi tự vẫn. Đau lắm, tìm anh Khoa đau lắm anh Khoa. Đau lắm anh Khoa. Và bây giờ đang rất là khó thở từ nãy giờ. Đang rất là khó thở. Sao khó thở vậy anh? Tôi bị hở bên tim. Phải gì Gia Hân không? Không. Một nửa bị Gia Hân. Mà bác sĩ đã nói rồi.
bệnh tim này nếu mà xúc động sẽ có thể là đột quỵ lúc nào không hay. Trời ơi, tội nghiệp anh quá. Mệt quá anh về ngủ đi, anh qua lát thì mai anh khỏe anh qua. Không, giờ chỉ ước mong là Gia Hân, dù Gia Hân không có suy nghĩ lại, Gia Hân từ chối tình cảm tôi không từ chối tình cảm của Gia Hân. Vì tôi không muốn phụ lòng các cô, các chú, các bác đã tin tưởng tôi và Gia Hân. Đó là một tình cảm rất là thiêng liêng, rất là chân thành. Cái này tôi rất là cảm ơn tất cả các cô, các chú, các bác, các anh, các chị, các bạn sinh viên đã tin tưởng tôi và Gia Hân và có động lực đã gọi điện thoại chúc mừng tôi từ nãy giờ. Nhưng mà do Gia Hân từ chối tôi rất là buồn. Có đâu, nãy giờ có ai gọi nữa không? Có. Đâu? Cái anh Tuấn ở trên Zalo. Anh gọi mấy lần luôn. Anh gọi nói gì vậy anh? Anh gọi nói gì vậy? Anh gọi nói là bây giờ em đang ở đâu vậy? Đâu rồi? Đây nè, có anh Tân đây nè, đây nè. Nè, anh đang kết bạn lại nữa nè. Thôi, đang kết bạn lại. Giờ gọi anh đó thử đi. Không, anh có anh kết bạn bây giờ rồi. Đi xuống nha. Đi xuống. Trời lắc cho không ghen bây giờ. Đó có người gọi chúc mừng ảnh nè mọi người, thấy chưa? Đâu phải đâu, gọi tới tấp liên tục Zalo cho ảnh kìa. Video luôn, ghê ghê. Có luôn kìa, ảnh gọi lại kìa mọi người. Thấy chưa? Đây, cho mọi người thấy. Anh Tân. Anh Tân nha. Đó. Tân nhưng anh Tuấn. Đây, người ta gọi đây. Là người yêu cũ của anh hay gì? Có kết bạn giờ không chưa? Người yêu cũ hả? Không, đây là một người trên mạng. Người ta gọi điện thoại, tôi hỏi mình đang ở đâu. Đang có phải đang tới chỗ Gia Hân hay không? Ủa sao sao con mất máy vậy? Người ta đang đi làm. Cái đi làm á. Chắc ta ngủ rồi. Không, giờ chắc ngủ rồi quá. Khoảng giờ nước ngoài á, tôi chừng. Không phải, ở đây. Đang gọi lại đi. Không, người ta đang đi làm rồi, chứ còn được nữa không? Gọi lại đi, gọi lại. Tay rồi, bên tay rồi. Không, ta ở đây, nè. Nè, Tinh Tân nè, có hình luôn nè. Có hình nền luôn nha mọi người. Có hình chữ cái tay luôn nè. Đang đổ chuông luôn nha. Đây là hình một người ở trên mạng, người ta gọi chúc mừng cho tôi với Gia Hân. Người ta hỏi em đang ở đâu vậy? Sẵn lòng đám cưới Gia Hân luôn. Và rất là sẽ chiều ý của Gia Hân tất cả. Và cho Gia Hân tất cả những đòi luôn. Rồi đám cưới xong rồi tiền ai giữ? Và tiền sẽ do Gia Hân giữ hết tất cả. Và tôi sẽ trao tận tay cho Gia Hân. Và tôi sẽ chiều ý Gia Hân, cho Gia Hân mở quán để làm chủ. Trời ơi. Miễn được sống bên Gia Hân thật sự là tôi vui rồi. Rồi đám cưới đã nhiêu bạn? Chị tùy bên Gia Hân và bên bên đàn gái chịu thì tôi sẽ làm tất cả, không để cho Gia Hân làm. Trời ơi. Quá dữ luôn. Quá ngon luôn hả trời. Hạnh phúc. Nhưng mà bên Gia Hân đâu bà con đông lắm á. Bà con đông cỡ nào thì bên tôi cũng đầy đủ được. Bên Gia Hân là 100 bàn á. Ok. Tại vì sao? Ba tôi là chủ tịch công ty tập đoàn Địa ốc Hòa Bình 123 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Anh, vậy là mình đãi khách sạn nào anh? Thì ba tôi sẽ có khách rất là lớn, cho nên là thì ba tôi quyết định là một là Riverside, hai là ấy. Riverside, ok. Hay là ngay chỗ là New World. Trời ơi, New World chấn động luôn nha. Thì đó. Cái này là luôn. Nói sự thật, không bao giờ nói gian nói dối một lời nào hết. Nhưng mà nếu anh lấy vô có thì việc nhà hay là việc nhà thì tôi sẽ có người giúp việc và tôi sẽ gánh hết mọi việc nhà, tôi không để cho Gia Hân làm. Rồi bây Gia Hân chưa ở nhà là ăn ngủ rồi đi chơi. Đúng rồi, đi đúng rồi. Nữa, đúng không? Đúng rồi. Ăn ngủ đi chơi anh thôi đúng không? Và tôi sẽ giao toàn bộ số tiền mừng đám cưới của hai đứa tôi cho Gia Hân giữ hết và cho Gia Hân làm chủ. Gia Hân muốn mở cửa hàng hay gì là tùy Gia Hân. Miễn Gia Hân được vui là tôi vui. Xuất sắc rồi. Quá anh Khoa ơi. Anh Khoa nói với gia đình là quen Gia Hân chưa? Rồi luôn. Nói rồi à. Đã công khai rồi luôn. Khi nào mới ra dẫn gia đình qua đây? Thì gia đình nói là Gia Hân chịu thì gia đình sẽ qua đây để mà xin cưới hỏi dân đàng hoàng. Cưới hỏi dân đàng hoàng. Tuần 7 quả, mâm ngủ là 7 quả đó. Thì đó đó. Quả. Không, tại vì tôi là người Huế. À, người Huế hả? Tôi chính gốc là người Huế. Anh nói tiếng Huế thử rồi. Chí mố là rửa. Hay quá rồi đó. Người Huế là phải mang áo dài truyền thống nha. Thì đó, thì khi mà đám cưới Gia Hân chiều thì sẽ có áo dài và tôi sẽ dẫn Gia Hân về quê ở ngoài Huế để mà cho Gia Hân biết gia đình luôn. Đi du lịch luôn. Và sẽ về đó để mình lại từ đường
và coi như là trơ mắt mọi người. Anh định tặng gia hơn cái gì, vàng vòng sao? Thì vàng vòng là do gia đình tôi lo hết, và tôi sẽ lo hết toàn bộ cho gia hơn. Bây giờ về ở dù gia hơn ở chung nhà ai giờ gia đình không? Gia hơn sẽ về nhà anh không? Ba mình đã nói rồi là nếu có ai yêu con thật lòng thì ba sẽ cho tụi con một căn nhà ở bên quận 7 để làm củ hồi môn cho tụi con, để là làm quà mừng đám cưới cho hai đứa. Bởi sao anh không kêu xe ba anh sắm một chiếc xe máy dạy vậy? Ba anh nói là bây giờ con cứ thử đi xe đạp để thử lòng coi nếu ai yêu con thật lòng thì người ta sẽ đến với con. Vì sao? Cái này là mình muốn là trước khi mình thử lòng người ta, còn mình không muốn là để cho người ta thấy là mình thờ mình có được. Chính xác là anh luôn, chính xác. Anh phải thử lòng chứ. Thử lòng, cái này là thử lòng. Phải yêu thật hay giả. Ba mình nói đó, bây giờ con đừng nói ra con là con trai của chủ tịch tập đoàn. Vì sao? Vì con lên mạng Facebook, ai cũng biết con là con trai của chủ tịch tập đoàn Địa ốc Hòa Bình ở 123 phường 6 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà nếu mà anh Khoa đi xe đạp thử lòng, anh đi bao nhiêu năm rồi? Anh Khoa đã đi thử lòng mà bao nhiêu người anh Khoa không có cần tới. Người ta không yêu thì thôi, anh Khoa không muốn thì tới. Những người yêu mình thật lòng mình đến với người ta không yêu mình thì thôi, mình không có cần phải để ý tới.